Chào mọi người. Hôm nay mình có mấy cái cân? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cái cân. Từ rẻ tới đắt, từ 2 khúc, 3 khúc hay là cân rút đều có hết nhá. Bán mọi người nhá, bỏ bán nha mọi người. Này. Đầu tiên là một cái cân rút đây. Cân rút số 1. Cái này thì chị thấy cái tên của nó hít quay này, rồi bát bát thì bát vằn mà của hãng nào đấy mình cũng không biết nè, DMPS 24 bát vằn nhá. Rồi cái này thì đồ mới của nó à, đây glass thủy tinh. Đồ nội của nó cái này chỉ khoảng 65 tới 70% thôi nha mọi người. Có một đốt, hai đốt, ba đốt, 4, 5, 5 đốt, 6 đốt, rồi 6 đốt, 6 đốt. Đọt nó đọt tháp chưa được, khuyên trượt một, khuyên hai, khuyên trượt này, một hai ba bốn năm sáu bảy, bảy khuyên nha mọi người, khuyên đã sám. Đây cái này hình như có giá quán rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 khuyên. Ok. Mặt vặn. Cái này thì nặng 280 gram. Đây, cái này là sộp này. Cái tay cầm này là sộp nha mọi người. Cái này nặng 280 gram. Đọt thì đọt 1 ly. Sổ ra giá 28. Thu lại là không, là 62 sen. Rồi, tôi là 62 sen nhá. Cái này cái số 1. Cái này mình bán là bán nhiêu tiền vừa nhỉ? Bán 200 nha mọi người. Cái này mình bán 200. Ok. Rồi, một cái siêu mini nữa. Bạt cũng bạt vàng luôn. À, bạt vàng nhá. Bạt nhựa. Một đốt, hai đốt, ba đốt, bốn đốt, năm đốt. Đó. Đọt. Đây, bạt nhựa 5 đốt. Cái này thì độ mới khoảng 60%. Đó, khuyên này. Khuyên inox. 1. Khuyên trượt. 2 3 4. Rồi. Kể cả đầu bú nữa là 5 nha mọi người. Thì cả đầu bú nữa là 5 khuyên. Cái này thì nặng 120 gram. Đây, 120 gram. Đọt này là đọt 0 Đọt này bao nhiêu đây? Đọt này là đọt 0.9 á. Đọt 0.9. Cái này kéo dài ra thì được 1 mét rưỡi thì vậy. Đúng rồi, 1,5 m. Thu vào thì 40 phân. À, thu vào 40 phân.
và 40 phân nha mọi người. Đây là cái số 2. Cái này mình bán không có độ gì hết. Đọt đây. Đọt này độ cứng khoảng 10. Không, 15 á. 15 trời. Cái này mình bán 120 nha mọi người. 120. Cái này để cục xe là vừa đẹp luôn. 40. Rồi. Một cái cân rút. Đây, ở đây. Nó có một đốt, hai đốt, ba đốt, bốn đốt. Bốn đốt nha mọi người. Đây. Đây, bốn đốt. Khuyến thì của nó là những cái khuyến chim nhỏ nhỏ thế này này. Đây, đầu khuyến của nó đây. Khuyến chim nhỏ thế này nhá. Đây cũng có này. Đây. Đây. Đây cũng có này. Rồi. Khuyên cải của nó là khuyên đã xám. Để xem nó có bao nhiêu cái khuyên nha mọi người. Một, hai, ba, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, bảy cái khuyên. Bảy cái khuyên. Bạt của nó thì cũng là bạt Fuji này. Fuji nha mọi người. Đây, bạt Fuji. Fuji PS5. Nó hơi bị mờ. Đây. Cái này khá là đẹp. Cái này thì nặng 0 chấm. Cái này nặng 80 gram. Đọt đọt 0.6. Kéo ra dài được 32. Thu lại là 95 cm. Thu lại 95 cm nha mọi người. Ra dài 32. Nặng thì có 80 gram thôi. Đọt 0.6. Cái này cái số 3. Số 3. Cái này mình bán trăm tám, trăm tám nha. Rồi một cây cần tay này. Tay này cuộn cược này, cuộn dây du này. Tay cả này cuộn dây du nha mọi người. Ngoài hình cây này thì khoảng 65%. 1, 2, 3. Rất là dẻo nha mọi người. Rất là dẻo. 1, 2, 3, 4, 5,
5 đốt. Cây này còn 5 đốt. Đó. Để buộc cược này. Cái này nặng 120 gram, nặng 120 gram. Cái đọt của nó là kia, đọt của nó là 0.5 nha mọi người, 0.5. Kéo ra thì dài 3.3m9, thu lại thì 94 cm, thu lại 94 cm, kéo ra dài 39. Đó, nặng 120 gram, đọt là đọt 0.5 0.50. À, cây này cây số 4. Cây số 4 này mình cũng bán 180 ngàn. Tiếp tới một cái cân Suzumi. Suzumi nha mọi người. Ngoại hình thì chỗ này nó hơi trầy. Hơi trầy. Cân của mình thì đa số toàn là cân bài. Toàn bộ đều là cân bài. Độ cứng từ 5 tới 53 thế vậy. Đây. Tên của nó này. Power Focus Silicon. Một. Trên đây được làm bằng carbon này. Trên đầu đọt làm bằng carbon nha. 2 3 4 5 6 5 khúc đọt là bằng carbon nha mọi người. 6 đốt. Đây. Đây mấy cái khuyến trượt này. Đây. Khuyến thì cũng là khuyến Fuji nha mọi người. Đây, khuyến Fuji. Đầu bu còn nguyên. Chỗ này hình như bị nhả han rồi này. Nhả han chỗ đầu bu này. Chỗ này. Chỗ chịu lực này, han rồi, hoặc buộc rồi. Khuyên đã xám 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 khuyên nhá. Khuyên cái to. Đây. Bát này là cũng là bát Fuji này. Này, bát Fuji, bát vặn. Bát vặn Fuji. Ok. Cái này á thì là nặng 480 gram. Đọt của nó là đọt 1 ly. Dài thì dài là 5m2, thu lại là 1m01. 101 cm. Đây, tổng thể của nó như thế này đây. 5m2, thu này là 1m01. Nặng 480 gram. Đọt một tí nha. Đây, xem độ dẻo của đòn này. Độ cứng. Ok. Rồi, cái này cái số 5. Cái số 5 này mình bán 500 nhá. Suzumi. Rồi, một cái cân 2 khúc.
Này, bát là bát trượt Fuji PS6. Ngoài hình cây này thì còn khá là đẹp. Đây, cây cần Olympic dài 24. Đây, các phiên nhỏ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. mười sáu cái khuyên đây PS6 cần Olympic dài 24 nhá. Cây này thì nặng 180 gram. đọt của nó đọt 1.6 à 0.6 này đọt 0.6 dài 24 thu lại là 1m25. Đây ra đây 24 này. Đó, 24. Thu lại thế này 1m25. Đọt là 0.6. Nặng là 160 g. Rồi. Cây này cây số 5. 1 2 3 4 5. Cây này cây số 6. Số 6. Số 6. Cây này mình bán 450 ngàn nha mọi người. 450. Rồi, một cây cần rút nữa. Một cây cần rút 24. Cây này thì ngoài hình ngoài hình còn khoảng 70% á. Đây. Bát, bát vặn, bát nhựa. Bát vặn nhựa nhá. Đó. Cái này cái khuyên này. Khuyên này khuyên nhựa này nó bị bể rồi này. Mở cái về và chế lại hoặc mua khuyên khác thay nhá. Mình xem nó bao nhiêu này. Này, đọt của nó này. Ok. 1 2 3 3 khúc. 3 đốt. Ok. Cái này thì nặng 180 g. Đọt của nó đọt 1:2. Đọt 1:2 này. Dài 24. Thu lại thì là 87 cm. Cái này cây số 7. Cây số 7 này mình bán 250. Cây số 7 nhé, 250 nhé. Rồi, một cây cân 3 khúc. Này, cái này thì con khá là mới. Con khoảng 80% nha mọi người. Đây, khoảng 80% á. Đó. Ok. Cái này hình như Olympic thôi vậy. Made in Japan. Đây. Đây, made in Japan đây. Japan đây. Ok. Bát của nó bát vặn inox. Inox sang chói này, không có rỉ này. Ha. Xếp đọt rồi. Đây. Đọt của nó đây. Đọt này thì khá là cứng. Độ cứng tầm phải 20-15 trở lên đó nha. Khuyên à, một khuyên này đầu bú rất là đẹp.
Đồ bú rất là chắc nha. 2 3 4. Đó, con 4 khuyến nha mọi người. 4 khuyến, đúng rồi, con 4 khuyến. 4 khuyến. Rồi. Cái này á thì là nặng là 180 g. Đọt của nó đọt 1-2. Dài ra là 24. Thu lại là 86 cm. Dài 24, thu lại 86 cm. Đọt là đọt 1-2. Nặng thì chỉ có 180 g thôi. Đây. Cái số 8. Cái số 8. Cái số 8 này mình bán 450 nha mọi người. 450 nha. 450. Rồi, một cái cân rất là đẹp nha. 450. Rồi, tiếp tới một cái cân rút nữa. Khuyến đá trắng. Đây, mọi người nhìn ngoại hình của nó nha. 36, 4 h. Đây, ngoại hình cây này thì theo mình đánh giá còn khoảng 70%. Cây xước. Đây. Đọt. Đọt này chắc là đọt 1-4 rồi. Đọt 1-4. Khá là cứng. Đọt cứng khoảng 30 trở lên đó. Một khuyên. Một. Hai. Ba. Bốn. Bốn khúc. Đó. 4 khúc khuyến thì có 1, 2, 3, 4, 5. Kể cả đầu bu. Cái này nó bị trượt khỏi cái khúc thứ hai rồi này. Về mọi người nở lại. Đây, khuyến đá trắng. Mấy cái này thì nó bị nứt rồi mọi người này. Nứt cái nhựa. Nứt cái nhựa bảo vệ ngoài cái sữa. Thì không sao, cái này về mọi người gia công giãn lại thôi. Nhỏ kéo giãn lại thôi, không sao hết. 1, 2, 2 cái bị, 3 cái bị. Cái này sao ấy. Đây. Cái này thì nặng 300 g. Đọt của nó là đọt 1.4. Kéo ra 1.6. Thu lại thì 1.02. 102 cm. Kéo dài là 1.6. Đọt thì một đọt 1.4. Nặng 300 g nha mọi người. Cái này cái số 9. Số 9. Số 9, cây này mình bán 350. Xem nào. Bạc trượt Fuji PS7. Đó, ok, bán 350 đây. Rồi, cái số 9, 350 nhá. Cái số 10 là một cái khá là đẹp. Rất là nhẹ, có 180 g thôi. Bạt trượt. Bạt thiến thị cái quả hàng nào. Cái này chắc là. Đây, ngoại hình con khá đẹp. Khoảng 80-75% á. Nhất là chỗ này. Rất là đẹp và nhẹ nha mọi người. Chỉ có mấy cái này bị rỉ thôi này. Mấy cái này bị rỉ. Để xem đọt của nó này. Đọt tháp bạc trượt. Đọt tháp khuyên trượt. Đọt này đọt 1-4 này. Đây, khá là dẻo. Đọt 1-4 nha. Đây. Một khúc, hai khúc, ba. 4. 4 khúc. Cân này á
Trên này ra vậy? 30 rưỡi. 30 rưỡi. Khuyến của nó này. 1 1 2 3 4 5 6 7. 7 khuyên bao gồm cả đầu bu. Có hơi bị rỉ. Ở trong này thì vẫn còn đá ở trong đây. Vẫn còn đá, đá sáp. Cái này thu lại 102 cm. Thu lại 102. Kéo ra là 30 rưỡi. Đọt 1 ly nặng 180 g. Cái này cái số 10. Cái này mình bán 400 nha. 400. Ok. Rồi, một cái 3 khúc. Ba không này. Hiệu của nó này. Này, bát vàng Fuji này. Cái này còn rất là mới. Theo mình nghĩ cái này còn phải là 85% á. 85-90% á. Này. Này. Cái tay cầm này bằng xốp nha mọi người. Xốp. Cái này cũng xốp. Xốp cứng mà rất là nhẹ. Em tháo ra luôn cho mọi người xem. Đây. Khuyên cải của nó này. Takumi. Thương hiệu của Nhật. Này. Bạt sáng lưỡng luôn. Đá xám. Đó. Ok. Đột thứ hai của nó này. Đây. Đó. Đột thứ hai cũng đã xám, khuyên rất là đẹp. Khuyên Fuji rất là đẹp. Đột thứ ba cũng vậy. Này, đầu bu. Rồi, ok. Cái này á, cái này thì nặng 260 g. Đọt này, đọt 1 ly này. Độ cứng tầm 30 trở lên á. Độ cứng tầm 30 trở lên nha mọi người. Này. Dài á, dài thì 3 m. Thu về là 1,6 m. 106 cm. Đây. Cái số 3. Cái này. Cái này mình bán cái ba khúc này là cái số 11 cũng là kết thúc video hôm nay. Cái này mình bán 500 nha mọi người. 500. Đây. Cái số 11 500. Ok. Cái số 11 500 cùng kết thúc video hôm nay. Ai mua hàng thì liên hệ với mình là 0786 555 99. Cảm ơn mọi người nhiều.